biết tình dục truyền cảm hơn thầy. Thì thầy mình hẳn là trong một lần trong lúc và đồng tình ánh sát về những cái truyền cảm nên mình thử sao dạ tới ạ. Thầy một cái bàn cái lớp gì nữa không thì mấy em thấy là mình thấy những cái tia sáng. Tia sáng này là đúng rất là đẹp đúng không, và thấy là những tia sáng này nếu mà kê rất nhiều á thì nó khớp với lại sẽ bị có cái điểm thẳng ha. Thì các em có nhớ khi nào được cái điểm thẳng không? Đây là cái điểm thầy là em nhìn thấy điểm thẳng thì khi một người nó trong suốt và đồng tính trong suốt và đồng tính cho hai cái này trong suốt đồng tính ta còn biết rồi. Cái lăn kính hình máy mùi. Dạ, không em thấy không? Lăn kính hình máy mùi này thì nó không phải là
cách tia sáng đi từ môi trường này xuyên qua được môi trường kia. Môi trường kia là môi trường này, môi trường cố thủ này. Đó là chữ tinh hay là pika rồi đó, đẹp đó. Chiếu qua, nghe thấy không? Thấy không? Tia sáng thì nhảy khúc được, thì người ta gọi đó là cái hiệu ứng sáng. Nhưng mà khi nào tia sáng là nhảy khúc? Tại vì khi mà thầy làm về thầy được chiếu một cái có một cái gì biết là bị sợ. Rồi, gì ta? Quang, nói thầy biết coi là tia sáng còn nhảy khúc không? Tia sáng là không có đúng không? Đó, thì và chiếu sáng, chiếu sáng sáng là xảy ra rồi sao nó xảy ra thì và khi nào nó xảy ra thì mình sẽ nói cho cái như thế này. Rồi bây giờ em nhìn là đầu tiên á, cái môi trường đầu tiên của mình đó là không khí. Không khí thì trong không khí ánh sáng gì thì mình thẳng không? Dạ có đó đúng không? Môi trường thứ hai là gì? Không phải không khí đúng không? Ánh sáng truyền trong môi trường đó có truyền thẳng không? Đó có nghĩa là trong mỗi môi trường ánh sáng được truyền trên thẳng, nhưng mà nếu mà xét cả cái đường truyền của ánh sáng từ đây qua kia thì nó còn truyền thẳng không? Đó đó là cái mấu chốt của cái điều kiện để xảy ra cái đường truyền đúng không? Là gì? Là mình phải làm gì? Cái môi trường truyền sáng nó bị vi phạm thế nào? Hai cái đó có đồng số không? Có. Còn cái lại không cái tấm mình đang đó là cái có chân số, cái chân số là nó có đồng tính không? Thì nó vi phạm cái không đồng tính, cho nên là nó bị nhận rõ. Và có một cái giờ một việc này mới nói thì mình nói sao để cho nó chiếu nó sẽ chiếu được là đi sáng bây giờ đi sáng chiếu đi sáng cho sáng đây là chỉ nó thôi được không? Mấy em phải đầu tư cho các bạn có được sự nghiệp chiếu sáng chiếu sáng sao mà sáng là chiếu sáng thì hồi xưa á bán á ra sử dụng cái từ thẳng góc và cái từ vuông góc. Thẳng góc với mặt phương cách có nghĩa là vuông góc và mặt phương cách được không các bạn? Cho nên là thẳng hay xuyên thôi đúng không? À, sự chiếu xuyên góc, sự chiếu góc trên xe đến đâu mặt phương cách, đến mặt phương cách thì cái sự để khúc nó xảy ra ở hai cái mặt đó. Đó, cái mặt đó là cái mặt này nè, cái mặt đó là mặt này trên xe lớn, mặt phương cách. Tiếp theo thì mọi người sẽ cái điều này
em thấy nha.
ký này có bao nhiêu pháp lý? Có một số pháp lý nha. Mà pháp lý này thì tại sao mình nghĩa là gì, nó đi qua cái điểm mình tiến tới lên rồi các bạn đọc thôi. Thế này là cái gì? Thế này là tới. Cái này tiến tới. Tiến tới từ vùng tới đây, tiến tới. Thế này là tiến phúc trả. Giờ nó kết quả của phúc trả là tiến trả. Góc này. Đây này là góc phúc trả. Góc này. À, góc tới. Dễ à? Rồi tiếp theo. Mình đã khảo sát xong về những gì nói về sự phức tạp khác, tìm hiểu của nó. Bây giờ cái quan trọng là mình tìm ra được cái quy luật. Quy luật này là làm cái gì? Mình không có cần, nói chung là mình chưa cần chiếu, không cần chiếu gì cả. Mình đoán được là thêm cái sao đi đâu. Quy luật mình sẽ cho mình biết. Nói về cái vị trí của nó. Oh.
Cùng
cái gì đó khác ở bên thế giới mà nó nằm phía bên kia pháp lý này, phía bên pháp lý sau bên thế giới thì nó tiến vào thế giới bên đây, thế giới là bên phải, còn thì pháp cái tiền cái tiền cũng chẳng là nằm kia chưa, và nó sạch bây giờ nó cũng là cái mặt bằng chứa tiên tới và pháp lý, tại vì tiên tới pháp lý nó sẽ tạo ra cái mặt, hai người sẽ tạo ra cái mặt, cái hậu không gian, cái đại hậu không gian đó, đó thì cái tiên cũng là cũng nằm trong mặt, thuộc cái mặt đó. Nghe cái đó bao nhiêu này, cái vị trí của chúng ta. Nhất là cái gì? À, nằm. Vì tác hạng, vì kiện đó học một cái học của các bạn nào bây giờ là của các bạn đã chuẩn bị được nhưng mà chúng bạn là con nhớ đại học của các bạn gì chứa đi tới và phát triển đi tới và phát triển các bạn chứa thể được thứ hai là gì nằm ở dưới bên so với thế giới không như là thế này nếu mà mình học theo đạo đức thì gọi cái gì đấy là bởi vì là thời gian nằm về phía bên kia là gì bên kia có tiếng là